Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kỳ Duyên và ban biên tập xin được kính chúc quý vị tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Để ủng hộ cho kênh Tin Nóng Đất Việt, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Còn bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Các vết thương trên người quân nhân Trần Đức Đô không phải do đánh đập ngoại lực. Người cởi áo từ quan vẫn giúp dân, kẻ đương nhiệm lại lo cho lợi ích bản thân. Đánh giá cán bộ công chức, bằng cấp hay năng lực. Nước sinh hoạt bốc mùi, sao biết nước sạch đã bẩn mà nỡ bán cho dân. Các vết thương trên người quân nhân Trần Đức Đô không phải do đánh đập ngoại lực. Kính thưa quý vị, Đại tá Nguyễn Xuân Thình, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 cho biết, theo kết quả pháp y ban đầu, các vết thương trên người quân nhân Trần Đức Đô không phải do đánh đập ngoại lực. Liên quan đến vụ việc quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, quê thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tử vong ở đơn vị, Đại tá Nguyễn Xuân Thình, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, Bộ Quốc phòng khẳng định không có chuyện quân nhân Trần Đức Đô bị đánh. Sự việc đang được điều tra, đợi kết luận. Theo Đại tá Thình, ông nội quân nhân Trần Đức Đô từng công tác trong quân đội và động viên cháu viết đơn xung phong nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, nửa tháng nay, anh Đô được chuyển đến Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường quân sự quân khu 1, đóng tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên để huấn luyện. Chiều ngày 28 tháng 6, đơn vị tổ chức huấn luyện ngoài thao trường. Khoảng 14 giờ, quân nhân Đô nói bị đau bụng, xin ra ngoài đi vệ sinh. 20 phút sau không thấy anh Đô quay lại, đơn vị cho người đi tìm và phát hiện quân nhân này đang trong tư thế treo cổ trên cây. Ngay lập tức, mọi người đưa anh Đô xuống đất và tổ chức sơ cứu, ép lồng ngực nhưng không có tiến triển. Đã gọi xe đưa quân nhân này tới bệnh viện gang thép Thái Nguyên cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tổ chức cấp cứu nhưng không có kết quả. Quân nhân Trần Đức Đô được xác định tử vong vào lúc 15 giờ chiều ngày 28 tháng 6. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình quân nhân Đô tới bệnh viện và cho rằng anh này bị đánh chết, có nhiều vết thương trên cơ thể. Tôi khẳng định anh Đô không bị đánh, thời điểm đó đang ở ngoài thao trường thực hiện nhiệm vụ và Đô ra ngoài một mình chứ không phải tối. Sinh hoạt tại đơn vị mà bảo ai đánh. Chúng tôi đang cho sinh hoạt trung đội, đại đội, tiểu đội để xác định nguyên nhân xem có mâu thuẫn gì không, Đại tá Thình nói. Về những vết thương trên cơ thể nạn nhân, Đại tá Thình cho biết, qua kết quả pháp y ban đầu, không phải do đánh đập ngoại lực mà các vết bầm, xước ở cổ nạn nhân là quá trình giãy giụa, vùng vẫy nên bị dây thừng siết chặt, cọ sát gây ra. Còn vết tím trên ngực là trong quá trình ép lồng ngực, cấp cứu mà ra, chứ hoàn toàn không có ai đấm, đánh dẫn đến bị tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã cử lực lượng về phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho anh Đô theo nghi thức quân đội và phong tục địa phương. Chúng tôi sẽ làm rõ và sẽ trả lời rõ ràng về vụ việc này, Đại tá Thình nói. Đại tá Thình cũng cho biết, phía an ninh mạng đang vào cuộc làm rõ những thông tin lan truyền chưa có căn cứ, sai sự thật về vụ việc trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến lực lượng quân đội để xử lý theo quy định. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một nam quân nhân tử vong, trên cơ thể có nhiều vết bầm dập, gia đình nam quân nhân cho rằng con mình bị đánh dẫn đến tử vong. Ông Trần Đức Hội, 41 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, chiều ngày 28 tháng 6, ông nhận được tin báo từ đơn vị về việc con trai ông là quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, đang nguy kịch, được cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi ông Hội cùng người thân đến nơi thì con trai ông đã tử vong, thi thể đã lạnh. Người cởi áo từ quan vẫn giúp dân, kẻ đương nhiệm lại lo cho lợi ích bản thân. Kính thưa quý vị, trong khi ông Đoàn Ngọc Hải mua nhà cho người vô gia cư, mua xe cứu thương chở người nghèo miễn phí sau khi từ quan, thì một số vị đương nhiệm chỉ lo thân. Trước bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh có một chiếc xe cứu thương đặc biệt, đó là xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. Điều đặc biệt nữa nằm ở người lái chiếc xe đó, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, người từng nổi đình nổi đám với công cuộc đòi lại vỉa hè cho người đi bộ và khiến việc này thành phong trào ở nhiều thành phố, cùng với những tranh cãi gay gắt. Quyết liệt và cứng rắn, ông Đoàn Ngọc Hải từng nói nếu không dọn dẹp vỉa hè thành công thì sẽ từ quan. Cả hai vế đều đã thành sự thật, vỉa hè giờ đâu lại vào đó, còn ông Hải về làm dân. Có rất nhiều ồn ào, nghi ngờ, thậm chí bỉ bôi dành cho động cơ cũng như cách thức ông Hải dẹp vỉa hè thời còn là quan chức. Những người làm dân như tôi chẳng bao giờ có đủ thông tin
về những chuyện hậu trường để xác minh sự đúng sai của sự đồn đoán hay thuyết âm mưu. Nhưng ở vị thế làm dân, chúng tôi có giác quan riêng để cảm nhận, nhất là khi nhìn một con người trong cả quá trình với những hoàn cảnh, tình huống, vai trò khác nhau, những gì đã trải qua đủ để nhìn nhận về ông Đoàn Ngọc Hải. Ông đã làm gì từ khi về làm dân thường? Bán tài sản để mua nhà cho người vô gia cư ở miễn phí, mua xe cứu thương rồi tự mình làm tài xế, chở bệnh nhân nghèo từ bệnh viện về quê dù xa xôi đến đâu, dọc đường còn lo ăn lo ngủ cho họ. Về đời sống cá nhân, hình ảnh thường thấy của ông, người ta luôn thấy ông áo đẫm mồ hôi, tham gia các giải chạy marathon vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để ủng hộ người nghèo. Chẳng còn đứng trên sân khấu nào để phải diễn, những việc vị nguyên phó chủ tịch quận 1 làm đều là gieo mầm thiện, là cố gắng đem lại thêm những điều tốt đẹp cho đời. Đến nay, có lẽ thời gian đã đủ để nói rằng, dù làm quan hay làm dân, ông cũng vẫn một tấm lòng ấy. Bà con cứ ra gặp, tôi sẽ phục vụ ngay lập tức. Lời này của ông Hải khi là tài xế lái xe cứu thương miễn phí cho người nghèo khiến tôi tin vào tinh thần phục vụ vô tư của ông khi đi đòi vỉa hè trước đây. Dù cách làm của ông, cá nhân tôi thấy không hoàn toàn hợp lý. Có những người nói từ quan như vậy là trốn tránh nhiệm vụ được giao phó, trái sở trường thì phải cố gắng để làm tốt. Lời này cũng có lý, nhưng còn một cái lý khác. Con người ta có quyền lựa chọn làm công việc mà mình có thể dồn tâm huyết, không làm quan nữa. Ông Hải vẫn phục vụ được dân nghèo, vẫn truyền cảm hứng bằng những câu chuyện sống đẹp, đó chẳng phải là cống hiến hay sao? Trong khi người đã từ quan như ông Hải, bán tài sản để giúp người nghèo, gieo hạt mầm vị tha trong đời sống, thì lại có một số vị còn đương chức, vẫn chỉ chăm chăm lo làm giàu cho gia đình, cá nhân mình. Công cuộc trừ sâu của Đảng và Nhà nước đã, đang và sẽ loại bỏ những kẻ không xứng đáng này. Có vị là đại biểu Quốc hội mà vẫn âm thầm nhập quốc tịch nước ngoài. Dù điều này trái với quy định của pháp luật, khiến một tiến sĩ phải đặt câu hỏi. Một đại biểu Quốc hội nhưng lại có quốc tịch nước ngoài thì lấy gì để đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc? Nhìn những gì ông Đoàn Ngọc Hải làm ở cả vị trí quan và dân, liệu ai đó có thấy thẹn lòng? Đánh giá cán bộ công chức, bằng cấp hay năng lực? Kính thưa quý vị, mà trong nhiều năm qua, câu chuyện bằng cấp và năng lực cán bộ, công chức luôn được dư luận quan tâm hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đang giáo diết thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết Trung ương của Ban chấp hành Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Việc sắp xếp, tinh giản cơ bản được thực hiện nghiêm túc bởi đã có những tiêu chí đánh giá từ Trung ương đến địa phương, thậm chí nhiều nơi còn có thêm những tiêu chí đánh giá. Nhưng thực chất, ngay cả những người làm công tác tổ chức và chính những người trong cuộc, dù về cơ bản, tâm phục, khẩu phục, nhưng vẫn còn có điều gì đó cảm thấy lấn cấn. Bởi thực tế hiện nay, bằng cấp và năng lực chưa song hành. Trong khi đó, ở nhiều cơ quan nhà nước, tiêu chí để đánh giá cán bộ hiện nay quan trọng nhất vẫn là thông qua bằng cấp, sau đó mới tính đến các yếu tố khác. Khi xét tiêu chuẩn để xét tuyển, nâng ngạch, bổ nhiệm thì người có bằng cấp đầy đủ hơn, cao hơn thường được ưu tiên hơn. Điều đó hoàn toàn đúng, nếu bằng cấp đánh giá đúng năng lực người học. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Bằng cấp, chứng chỉ nhiều khi đã trở thành bộ sưu tập để làm đẹp hồ sơ, lý lịch của nhiều cán bộ, công chức. Nhiều người có bằng thật nhưng chất lượng không song hành với năng lực. Thế mới có chuyện ở nhiều cơ quan nhà nước hiện nay, nhiều người có đủ các loại bằng cấp, có người được cất nhắc vị trí lãnh đạo nhưng không làm được việc. Còn nhớ trong một hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, giám đốc một cơ quan nhà nước đã phải thừa nhận trong cơ quan ông có đến 40% cán bộ yếu kém, cũng không bỏ được, không loại được. Ngoài những người học thật, bằng thật thì vẫn có những trường hợp học giả, bằng giả. Đã có nhiều trường hợp bị phát hiện sau gần 20 năm công tác, sau khi đã leo lên hết chức vụ này đến chức vụ khác trong cơ quan nhà nước. Khi bằng giả vẫn len lỏi được vào các cơ quan, đơn vị, thì thị trường mua bán bằng giả vẫn hoạt động nhộn nhịp. Điển hình là cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa triệt phá vụ làm bằng giả với quy mô lớn, với cả tấn bằng giả hàng nghìn trường đại học trong cả nước. Không những thế, vì nhu cầu cần văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ cho các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức, công chức, một số trường đại học cũng lao vào công cuộc sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả. Điển hình là vụ cấp bằng giả ở trường Đại học Đông Đô. Trong nhiều năm qua,
dù không được phép đào tạo văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, nhưng trường đại học Đông Đô vẫn liên tục chiêu sinh. Khi sự việc bị phát giác, đưa ra ánh sáng thì hàng loạt lãnh đạo của trường này đã bị bắt và bị truy nã. Mặc dù chúng ta đã có rất nhiều các quy định từ trung ương đến địa phương, thậm chí mỗi cơ quan, đơn vị còn xây dựng thêm những tiêu chí đánh giá cán bộ, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh. Nhưng trên thực tế, việc đánh giá cán bộ ở các cơ quan, đơn vị hiện nay còn rất chung chung. Dù trong cơ quan, ai cũng biết có đến 30-40% cán bộ công chức không làm được việc, thậm chí không làm việc gì, nhưng cuối năm sẽ rất khó tìm ra người không hoàn thành nhiệm vụ. Hầu như ai cũng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì thế rất khó tìm ra cán bộ không làm được việc để tinh giản, tinh gọn bộ máy mà chỉ có thể điều chuyển họ từ việc này sang việc khác. Còn đối tượng thuộc diện tinh giản là những người về hưu hoặc sắp hưu. Nghị quyết 26 của Hội nghị Trung ương 7 cũng đã nhìn nhận rõ việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến. Bằng cấp, năng lực và đánh giá cán bộ vẫn là câu chuyện dài và sẽ không có hồi kết nếu không khắc phục được những tồn tại kể trên. Vì thế, trước hết cần phải thay đổi thói quen trọng bằng cấp trong đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ không chỉ dựa vào bằng cấp, coi bằng cấp là yếu tố quyết định trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, mà cần có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng năng lực mỗi người. Lấy đó là cơ sở cho việc tuyển chọn, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, không để tình trạng phổ biến như hiện nay là ai có nhiều bằng cấp cao hơn thì được ưu tiên hơn. Để hạn chế tình trạng nhiều người có cả tá bằng, chứng chỉ hoặc quanh năm chỉ đi học, thời gian học nhiều hơn thời gian làm việc, nhưng thực tế lại không đáp ứng được công việc theo chuyên môn, thì cần phải xem xét lại việc đào tạo, bồi dưỡng trong các cơ quan, đơn vị. Học để lấy bằng, chứng chỉ phục vụ trực tiếp công việc chứ không phải học để sưu tầm bằng cấp. Đặc biệt, phải có sự kiểm tra, giám sát xem chất lượng học có đi đôi với hành, tránh việc có người đi học rất nhiều, có rất nhiều bằng cấp, chứng chỉ, nhưng hỏi gì cũng không biết, làm gì cũng không xong. Cùng với đó, phải quản lý được việc mua bán bằng giả, cần có chế tài mạnh để cả kẻ bán và người mua bằng giả không có đất sống, đồng thời răn đe những kẻ có ý định mua bán bằng giả để lọt vào, thăng quan tiến chức trong các cơ quan, đơn vị. Một yếu tố có tính chất sống còn là giáo dục ý thức của cán bộ công chức để mỗi người tự có ý thức kỷ luật với công việc và tự trọng với bản thân. Bởi trong mỗi cán bộ công chức, không có những điều này thì mọi giải pháp đưa ra cũng chỉ là tình thế. Nước sinh hoạt bốc mùi, sao biết nước sạch đã bẩn mà nỡ bán cho dân? Kính thưa quý vị, trong chuyến đi công tác ở Hàn Quốc mới đây, chúng tôi được người bạn mời ăn trong một nhà hàng canh bò, một đặc sản của người Hàn. Khi cô nhân viên phục vụ bưng canh ra đặt vào chỗ cho từng người, cũng là lúc cô phát hiện ra trong một bát canh có sợi tóc nhỏ. Trong khi cả đoàn chúng tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, thì cô đã cúi rạp người xin lỗi rằng bát canh có tóc là lỗi hoàn toàn về phía nhà hàng, khách hàng có thể đổi bất kỳ món nào khác. Sau đó món ăn thay thế được mang ra, đi cùng cô nhân viên lúc trước có cả ông chủ nhà hàng. Ông cúi người xin lỗi chúng tôi vì sự bất cẩn đã làm phiền thực khách. Ông hứa sẽ khắc phục để không bao giờ nhà hàng xảy ra chuyện như thế này nữa. Bữa ăn của cả đoàn, nhà hàng miễn phí toàn bộ. Khi chúng tôi ra về, ông chủ nhà hàng còn tiễn chúng tôi ra tận cửa và không quên xin lỗi thêm lần nữa. Buổi tối chúng tôi đi mua sắm ở một con phố nhỏ ở Seoul. Cô bạn cùng đoàn vào một cửa hàng trên phố để mua túi sách. Khi ra thanh toán, do nhầm lẫn, cô nhân viên bán hàng cứ một mực nói rằng chiếc túi này bạn tôi đã trả tiền, trong khi cô bạn tôi thì khẳng định cô chưa hề thanh toán. Chắc cô bạn tôi nói vậy và nhất quyết không ra khỏi cửa hàng khi chưa thanh toán tiền, nên cô nhân viên xin lỗi làm phiền khách hàng chờ đợi, để cô kiểm tra lại hóa đơn trong ngày trên máy tính. Sau khi kiểm tra, cô nhân viên cho biết đã có sự nhầm lẫn nên cô chưa thu tiền túi của bạn tôi. Cả cô nhân viên và ông chủ cửa hàng đều cúi người xin lỗi bạn tôi vì sự cố này. Trong khoảng một tuần qua, hàng vạn người dân Hà Nội phải sống trong hoang mang, lo sợ vì nguồn nước do công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà Vwasuco cung cấp bốc mùi, đục ngầu. Người dân sau khi phát hiện đã cầu cứu tới các cơ quan liên quan
nhưng sau gần một tuần vẫn không có động thái nào từ chính quyền, các cơ quan liên quan, đặc biệt là công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà, Vywasuko. Mãi đến sáng qua, 14 tháng 10, sau 5 ngày xảy ra sự cố, Vywasuko mới có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý vận hành nhà máy từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2019. Văn bản này thừa nhận vào 12 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2019, thời tiết khu vực mưa, nhân viên bảo vệ đi vớt rong rêu phát hiện ngoài cửa kênh dẫn nước hồ có váng dầu chưa rõ nguyên nhân. Bảo vệ đã báo cáo lên lãnh đạo công ty cho hướng xử lý. Trong trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Sông Đà cũng thừa nhận, ngày 9 tháng 10, bộ phận vớt rong rêu phát hiện vết dầu loang trên hồ. Công ty đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên và thuê cả người bên ngoài làm vệ sinh, đồng thời dùng phao chuyên dụng quay cách ly không cho dầu lan vào khu bể ngăn lấy nước và vớt toàn bộ dầu loang. Đến bây giờ, ngoài việc chờ đợi vào kết quả xét nghiệm của các cơ quan chức năng, người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước bốc mùi, không đảm bảo mà chưa nhận được bất cứ lời khuyến cáo hay lời xin lỗi, hỗ trợ nào từ phía công ty. Thiết nghĩ, trong việc này không chỉ là xin lỗi mà cần phải có sự kiểm tra của các cơ quan chức năng để xem xét lỗi ở khâu nào, sai đến đâu để có thể xử lý quyết liệt, triệt để.